Tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Canada khẳng định sẽ tham gia sáng kiến của Mỹ về hợp tác quốc phòng và công nghiệp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Israel chấp nhận thỏa thuận khung nhằm giảm bớt sức nóng từ cuộc chiến ở Gaza. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair hôm qua khẳng định nước này sẽ tham gia sáng kiến của Mỹ về hợp tác quốc phòng và công nghiệp ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Phát biểu tại đối thoại Sangila ở Singapore, ông cho biết Canada sẽ triển khai tàu hải quân Hoàng gia Canada tới khu vực Phát biểu tại ngày cuối của cuộc đối thoại, ông Blair cho hay, sáng kiến do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo sẽ củng cố an ninh tập thể và đảm bảo rằng Canada, Mỹ cùng các đối tác có thể hỗ trợ đổi mới và giảm bớt các rào cản trong trao đổi thông tin và hợp tác. Bộ trưởng Blair nhấn mạnh rằng Canada cam kết duy trì sự hiện diện hải quân đáng tin cậy trong khu vực để hỗ trợ cho một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và toàn diện. Trong bài phát biểu, ông Le cũng cho biết trong những ngày tới, tàu Canada HMCS Vancouver của Hải quân Hoàng gia Canada sẽ được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông nêu rõ con tàu sẽ khởi hành từ Esquimalt đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương mươi 2024 trước khi tới tham gia chiến dịch Horizon ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo ông, tham gia RimPass Canada tập trung vào việc trau dồi chuyên môn quân sự của lực lượng vũ trang Canada, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ đa quốc gia và niềm tin giữa các đối tác và đồng minh. Dreambat năm nay có 29 quốc gia tham gia với khoảng 40 tàu nổi, 3 tàu ngầm, hơn 150 máy bay và hơn 25.000 quân nhân. Cùng phát biểu tại đối thoại Sangila ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân hôm qua đã chỉ trích Mỹ vì ủng hộ Đài Loan độc lập và làm theo leo thang căng thẳng khu vực bằng cách hình thành các vòng tròn nhỏ với đồng minh và các quốc gia có cùng chi hướng. Khi nhắc lại rằng hòn đảo Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ông Đổng Quân nhận định triển vọng thống nhất hòa bình ngày càng bị xói mòn bởi những người Đài Loan muốn ly khai và lực lượng nước ngoài. Ông cảnh báo ý đồ của các thế lực can thiệp từ bên ngoài đang kéo Đài Loan vào tình thế nguy hiểm. Ông Đổng Quân cho biết Trung Quốc phản đối xây dựng các liên minh quân sự độc quyền nhằm vào các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tăng cường quan hệ an ninh với các đối tác trong khu vực. Ông nói thêm, các nhóm nhỏ khác nhau nhằm vào các quốc gia khác không thể làm cho khu vực của chúng ta an toàn hơn, mà chỉ có thể gây thêm căng thẳng. Ông Đỗng đưa ra phát biểu một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo hiện có những hành vi cưỡng ép ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm những động thái hung hăng đối với tàu thuyền Philippines ở Biển Đông. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua đã đồng ý tiến hành một cuộc tập trận ba bên vào mùa hè này trong bối cảnh ba nước thực hiện các nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác an ninh. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Shin won sik cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản Lo Austin và Kihara Nimiroru đã đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán ba bên bên lề hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore. Cuộc tập trận mang tên Freedom Edge sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trên không, trên biển, dưới nước và không gian mạng. Cuộc tập trận lấy tên từ các cuộc tập trận song phương quan trọng mà Mỹ tổ chức với các nước láng giềng ở châu Á, lá chắn tự do với Hàn Quốc và lợi kiếm với Nhật Bản. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tập trận theo kế hoạch, chẳng hạn như thời gian và địa điểm cụ thể. Thưa quý vị, ông Ophi Ford, trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hôm qua nói với báo giới rằng Israel chấp nhận thỏa thuận khung nhằm giảm bớt sức nóng từ cuộc chiến ở Gaza. Thỏa thuận này được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm 31 tháng 5. Trả lời phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, ông Ophir Foch, Cố vấn trưởng về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu cho biết, đề xuất mà ông Biden công bố là thỏa thuận mà Israel đã đồng ý. Đó không phải là một thỏa thuận tốt, nhưng chúng tôi thật sự muốn tất cả các con tin được thả. Ông Ophir đồng thời nhắc lại quan điểm của ông Netanyahu rằng, sẽ không có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cho đến khi tất cả các mục tiêu của Israel được đáp ứng. Trước đó ngày 31 tháng 5, ông Biden đã công bố những gì ông mô tả là kế hoạch ba giai đoạn nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Giai đoạn đầu tiên bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả một số con tin do Hamas bắt giữ. Sau đó các bên sẽ đàm phán về việc chấm dứt chiến sự về lâu dài và giai đoạn thứ ba tập trung vào tái thiết Gaza. Thưa quý vị, bà Hala Tomadotir, một doanh nhân đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iceland hôm 1 tháng 6 và sẽ thay thế tiền nhiệm Gunni Johannesson từ tháng 8 năm nay. Theo đài truyền hình RUV của Iceland, bà Tomadotir, 55 tuổi, nhận được 34,3% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy ở quốc gia Bắc Đại Tây Dương, qua đó đánh bại cựu thủ tướng Catherine Jacob Người đã từ chức thủ tướng vào tháng 4 để tranh cử tổng thống nhưng chỉ giành được 25,2% phiếu bầu. Người về thứ ba trong cuộc bầu cử là chuyên gia về môi trường Hon Logadotir với 15,5%. Bà Tumadotir sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 8 năm nay. Theo kế hoạch tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký xác lệnh nhằm hạn chế dòng người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Xác lệnh mà ông Biden sắp ký được soạn thảo trong bối cảnh dòng người di cư tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico tăng không ngừng và nhiều người bất chấp hiểm nguy để vượt biên vào Mỹ. Một phần công việc hàng tuần của bà Mandy Lein, điều phối viên của tổ chức An Ocho Lado, là trao đổi cứu sinh cho những người di cư không có giấy tờ hợp lệ vừa băng qua sa mạc ở biên giới Mexico với Mỹ. Bà cho biết, đây đơn giản là hành động giảm nhẹ những tổn thương và đảm bảo họ có thể sinh tồn ngoài sa mạc. Theo luật pháp Mỹ, những người di cư vượt qua biên giới nếu bị bắt sẽ bị giam giữ hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày tại các địa điểm giam giữ ngoài trời ở khu vực nông thôn cho đến khi họ được chuyển đến các trung tâm xử lý người di cư. Luật pháp nghiêm minh là vậy, nhưng nhiều người vẫn tìm cách vượt biên giới vào Mỹ, trong đó khu vực San Diego ở bang California là một trong những địa điểm được chọn. Trong số những người vượt biên có người đã phải đi bộ ít nhất 70 km dưới cái nóng oi bức ở sa mạc California để đến phía nam San Diego. Chị Eva Jomet rời nhóm vượt biên người Colombia 10 tháng trước và kiệt sức sau hành trình. Chị cho biết, chúng tôi mệt mỏi đến mức đôi khi cảm thấy mình không thể chịu nổi nhưng vẫn phải bước tiếp. Kể từ khi các hạn chế về tị nạn được ban hành dưới thời Tổng thống Donald Trump chấm dứt, hàng triệu người đã bất chấp hiểm nguy để vào Mỹ, kể cả việc nhờ tới các băng đảng buôn người. Nhiều người di cư đã bị vướng vào làng đạn của các băng nhóm đối thủ, khiến hành trình trở nên vô cùng nguy hiểm. Ông Jeffrey Steinacker thuộc lực lượng tuần tra biên giới Mỹ cho biết, những kẻ buôn người khai thác những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, chúng khiến họ phải chịu những tình huống nguy hiểm, đôi khi là chết người. Dòng người di cư tăng nhanh đã buộc Tổng thống Biden phải giải quyết vấn đề trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Hai nguồn tin thân cận tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng vào ngày mai ông Biden sẽ ban hành xác lệnh về giới hạn di cư. Theo dự thảo xác lệnh, nước Mỹ sẽ ngưng nhận đơn xin tị nạn và nhà chức trách có quyền tự động từ chối người tị nạn bất hợp pháp nhập cảnh. Mưa lớn đã gây ngập lụt tại ba nước châu Âu gồm Ý, Đức và Thụy Sĩ trong hai ngày cuối tuần qua, khiến nhiều người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán. Tại miền Nam nước Đức, cơ quan thời tiết đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt ở mức cao nhất, Mưa lớn khiến ba con sông Donau, Neckar và Guen tràn bờ dẫn đến lũ lụt trên diện rộng ở các thành phố và thị trấn gần đó. Hai bang Bavaria và Baden-Württemberg bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm qua, 670 cư dân bang Bavaria và 1.300 cư dân ở bang Baden-Württemberg phải sơ tán. Bang Thuringia của thụy sĩ cũng hứng chịu tình cảnh ngập lụt do mưa lớn. Ông Matthias Graf, phát ngôn viên sở cảnh sát Thuringia cho biết, nhiều con đường ở đây đã không còn đi lại được nữa. Các mối nguy vẫn còn đó và chúng tôi kêu gọi người dân ở gần các bờ sông hết sức cẩn thận. Tại Ý, mưa lớn khiến mực nước sông Natisone ở phía đông bắc dân đột ngột làm ba thanh niên đều ở độ tuổi 20 bị kẹt lại khi đang chơi đùa trên một cù lao giữa sông. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã cố gắng giải cứu nhưng bất thành, cả ba đều đã được thông báo mất tích và hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây mưa lớn bất thường ở miền Nam châu Âu trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, tại thung lũng hoa hồng nổi tiếng của Bulgaria, việc thu hoạch cánh hoa nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp nước hoa năm nay diễn ra sớm hơn thường lệ. Biến đổi khí hậu đang đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này, vì những con suối ấm hơn làm thay đổi kiểu nở hoa của những loài hoa hồng quý trong khu vực. Theo các nhà khoa học thì người nông dân trồng hoa Bulgaria nên tìm cách thích ứng với biến đổi khí hậu để có thể duy trì chất lượng hoa. Ở thung lũng hoa hồng của Bungary, ngày làm việc bắt đầu sớm. Trong thời gian thu hoạch, sáng sớm mát mẻ là lúc hàm lượng tinh dầu hoa hồng đạt mức cao nhất. Hai năm nay do thời tiết mùa xuân ấm áp bất thường nên nông dân phải ra trang trại thu hoạch sớm hơn. Anh Miroslav TGF, một nông dân trồng hoa hồng cho biết, Năm nay chúng tôi bắt đầu thu hoạch vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 vì mùa xuân ấm hơn giống như năm ngoái. Ông Todor Nikolaev, một kỹ sư nông nghiệp cho biết, Do mùa đông ấm áp và tháng 3 rất ấm, nên năm nay hoa hồng nở rất sớm. Ở một số nơi hoa nở vào giữa tháng 4, có nơi khác nở vào khoảng từ 20 đến 24 tháng 4. Việc thu hoạch bắt đầu sớm hơn khoảng 3 tuần so với thường lệ. Để thu hoạch được một ram tinh dầu hoa hồng, hơn 1.000 cánh hoa hồng phải được hái bằng tay và thời tiết đóng vai trò quyết định đến chất lượng của tinh dầu. Các nhà khoa học tại Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bungary khẳng định hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm dịch chuyển thời kỳ nở hoa của loài hoa đặc sản của nước này. Các nhà khoa học cho rằng việc điều chỉnh các phương thức canh tác và chuyển đổi vùng trồng trọt có thể giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp. Giáo sư về khí tượng học Valentin Kazanjev nói, Người nông dân nên tập trung vào các công nghệ giảm thiểu tác động của khí hậu. Chúng ta phải thích ứng với thời tiết, chứ không phải cố gắng thay đổi thời tiết. Cố gắng thay đổi thời tiết là một việc làm rất rủi ro. Bungary, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ở Đông Nam, Balkan, là một trong những nhà sản xuất dầu hoa hồng hàng đầu toàn cầu được sử dụng trong ngành mỹ phẩm. Giới khoa học cho rằng, chỉ khi thích ứng với biến đổi khí hậu, người Bungary mới có thể giữ vững nghề trồng hoa đã có hàng thế kỷ của mình.